nhớ lại những cái ký ức thăng trầm mà công ty gặp sự cố khó khăn nhất. Lúc đó cả đội ngũ mới quay gần bên cô. Đấy, những lúc đó không bao giờ quên. Cô chia sẻ đội ngũ thì cô hay nhắc lại, hãy nhớ lại lúc đó đi, bây giờ đừng cự cãi gì nữa chứ. Đi đâu cái mà uniform kỹ mình đi á, thí dụ áo mình có nguyên liệu, món mình rồi đó, đi cho người ta kiểu đi ra là có biết liền. Coi như là cô gắn bó với công ty 20 năm, bây giờ thấy con cô nó cũng đã 10 năm gắn bó công ty rồi, thì chắc chắn nó sẽ gắn bó công ty đó. Thì coi như là tất cả gia đình cô đều là liên quan như là cái mái nhà thứ hai của gia đình cô rồi. Những cái sản phẩm sắp tới của Martina Farm phát triển sẽ làm sao đảm bảo được rằng cái mức độ an toàn của sản phẩm ngày càng tăng lên, việc sử dụng nó thuận lợi hơn và người ta sử dụng đúng thuốc và hiệu quả. Những kỳ 2023-2027 sẽ là cái những kỳ bước phá của Martina Farm. Tại vì những cái bước mà Martina Farm đã chuẩn bị từ trước tới nay nó đã đủ điều kiện.